Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, ở một địa điểm ít xe khách qua lại thì những người hành nghề xe ôm hiện nay đang làm một hành động vô cùng đơn giản, đó là xếp hàng để đón khách. Bến xe miền Đông trong những ngày vắng khách. Những chuyến xe ra vào ít hơn so với thường ngày, nhưng đội ngũ xe ôm của bến xe vẫn túc trực để xếp hàng đón chờ khách bất cứ khi nào. Không có những hình ảnh thường thấy như chen lấn, xô đẩy hay chèo kéo. Bất kỳ hành khách nào cũng phải ngạc nhiên, thân thiện và yên tâm hơn khi thấy bóng dáng của xe ôm, hình ảnh cải thiện quan niệm của nhiều người về xe ôm. Những xe ôm mà đứng xếp hàng như vậy thì làm cho mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy như là có thực hiện nếp sống văn hóa văn minh ở trong các bến xe. Qua bến xe mình đông là tôi không cảm thấy sợ sệt nữa, là tại vì mấy chú xe ôm cùng xếp hàng đều đặn và là hỏi han. Nếu không được thì thôi, mấy chú không năn nỉ, không đi theo. Thì theo tôi nghĩ thì những hình ảnh chú xe ôm đứng xếp hàng này thì cũng là một động thái tích cực và bến xe cần duy trì lâu dài. Ở đây chia ra thành 5 tổ xe ôm, mặc đồng phục và bảng tên rõ ràng chuyên nghiệp, từ đó tạo sự tin cậy cho khách đi xe. Xếp hàng này đặng cho nó có một cái văn hóa của bến xe miền Đông. Tôi muốn nói chia sẻ lại với những cái tụ điểm khác mà khi mà có thành lập bến đó phải không? Hoặc là có một tụ điểm nào mà để mà mời khách như anh em chúng tôi thì nên thấy cái mô hình này thì anh em cứ việc phổ biến để cho trong cái một cái tập đoàn đó hoặc là một cái đội đó. Hành động đơn giản nhưng không phải ai làm nghề xe ôm cũng thực hiện được.